Xin chào quý vị khán giả, chúng ta đến với nhà điện trực tiếp tại sân bóng đá Trần Đại Dũng và xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để theo dõi trận cầu số 7 trong buổi tối hôm nay. Cuộc so tài của các thủ áo Cứu Thị Mộc và các cầu thủ Happy 2023. Rõ ràng là các thủ môn chưa phải làm việc quá vất vả khi những cú đá ở thời điểm này thực hiện chưa quá nguy hiểm đến từ các cầu thủ của hai đội. Nhưng đây là cơ hội dành cho Happy 2023. Tuyệt vời. Tình huống băng xuống và solo của cầu thủ ba chéo số 7 của các cầu thủ Happy 2023. Vương Híp đã giúp cho bàn tỷ số thay đổi sau gần 20 phút tranh tài. Và ghi bàn dành cho cầu thủ ba chéo số 7. Ở hành lang cánh phải đã có những lỗ hổng của cầu thủ bóng trong những phút vừa qua. Và lần này thì các cầu thủ Happy 2023 đã tận dụng và tối ưu thành công. Một tình huống mà Vương Híp đã thực sự tự tin để có thể thực hiện một pha nhồi bóng sát đường biên canh ngang để thực hiện động tác qua người với vị trí thủ thành thi thường. Bóng bật ra, không ghi bàn thì thôi, khi có bàn thắng thì cả hai đội bóng nổ bóng liên tục. Lần này đó là Khanh Đĩa đưa trận đấu về vạch xuất phát ngay sau khi ba các thủ Happy 2023 họ có bàn thắng để mở tỷ số. Thì ở trong tình huống giao bóng lên sau đó thì các thủ áo Cứu Thị Mộc cũng đưa trận đấu về trạng thái cân bằng. Vẫn còn là Bửu Phọng. Như vậy đó là tình huống mà các cầu thủ của áo Cứu Thị Mộc ghi bàn vào lưới của Happy 2023. Sau rất nhiều những pha bóng thì bây giờ chúng ta mới có được thêm bàn thắng thứ 3 trận đấu này. Một lần nữa thì áo Cứu Thị Mộc tiếp tục vượt lên. Người ghi bàn đó là cầu thủ Machiao số 6 Thành Long. Và ghi bàn ở những phút cuối của hiệp 1. Như vậy đó là một tình huống đá và dứt điểm mở cánh trái dành cho các cầu thủ của Happy 2023 của Lâm Kè. Tỷ số được san bằng là 2-2. Một vị trí đá phạt và có một cầu thủ khác ở phía trong bên phía các thủ Happy 2023 đã gây sức ép và thực hiện động tác giả. Những cầu rất lớn thuộc về số 8. Dũng Popa, chân trái của Dũng Popa. Bài dành cho các thủ áo Cưới Thị Mộc. Xuyên suốt ở trong hiệp đấu đầu tiên, Dũng Popa được sử dụng vai trò trung vệ. Anh cũng có quá nhiều những điểm nhấn. Nhưng khi ở trong hiệp đấu thứ hai được đẩy sang đá ở cánh trái thì Dũng Popa đã ngay tức khắc có bàn thắng dành cho các cầu thủ áo Cưới Thị Mộc. Những bàn thắng đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn và sớm hơn trong hiệp đấu này so với hiệp 1. Thì rất kỹ thuật của Phương Đăng để qua người Dũng Popa. Phương Đăng chân trái có thể dứt điểm cơ vào. Tuy nhiên bóng bật ra đúng vị trí mà Thành Long đã lựa chọn trước đó. Tỷ số đến đây là 4-2 cho các thủ áo Cưới Thị Mộc. Cú đúp của cầu thủ Machiao số 6 Thành Long. Các cầu thủ của áo Cứu Thị Mộc, đặc biệt là vị trí của số 12 Phước Đăng, khi nhận được đường chuyền ở phía ngoài đã có một động tác phân vân giữa việc bắt vô lê sống hay không, nhưng lỗi nhịp vai xử lý bước 1. Thành Long chỉ cần có một việc đơn giản, đó là đưa bóng vào lưới. Lý Gia Thương, Phước Đăng có thể dứt điểm, nhưng đó là một tình huống sửa bóng của Phước Đăng. Sẽ có đá phạt góc mà thôi. Một pha bóng hơi điều đà của Phước Đăng trong tình huống xử lý của mình.
làm lại cho ca thủ áo Cương Thị Mộc. Quá mèo. Lý Xà Tương. Phương Đặng dứt điểm từ xa. Nhưng đó là tình huống để bóng vượt xà ngang của Dũng Quốc Bà. Lần này thì Phương Đặng đã dứt khoát hơn cho cú đá của mình. Tuy nhiên thì vị trí đá bồi ở bên trong thay đổi và kết quả cũng thay đổi là bóng vượt xa ngang. Biệt là với cầu thủ áo Cương Thị Mộc. Và khi điểm đá hai mới trở lại ở phần nửa trước, Phương Đặng rất nguy hiểm. Tuấn Đề Gea vẫn chiến thắng như trước những cú dứt điểm của tiền vệ số 12 bên phía cầu thủ áo Cương Thị Mộc. Mà dù đây là một khoảng trống bềnh bồng và một cú đá hết lực của số 12 Phương Đặng, nhưng Tân Đăng vẫn có thể để bóng vượt xa ngang. Những pha bật nhả rất nhịp nhàng và đó là bàn thắng dành cho Dũng Phố Ba. Tỷ số nâng lên là 5-2 dành cho các thủ áo Cứa Thị Mộc. Đó cũng là cú đúp thứ hai trong đội hình của các thủ áo xanh. Chịu rất nhiều sức ép so với đồng nghiệp bên kia trên chiến. Đó là điều mà thủ thành Tân Đề Gea đã không nghe. 3 Lâm Kè. Phá quả thời không thành của Tân Ý. Lý Xà Thương, Khánh Vinh. Khánh Vinh. Và giật cấp rất tốt dành cho cầu thủ mang chéo số 14 Khánh Vinh. Sự cầu hướng rất cao dành cho tình huống ghi bàn vừa rồi. Phối hợp giữa Lý Xà Tường và Khánh Vinh. Tỷ số đã được nới rộng thành 6. Lưới bóng của Thật Ý. Dứt điểm. Có pha lập công để rút ngắn khoảng cách. Pha ghi bàn của Hồng Black. Tỷ số rút ngắn là 3-6. Pha bóng vào Lâm Kè rất chủ động. Hùng Black đang di chuyển và ở cánh phải có số 5 Quý Brazil. Nhưng đó là một tình huống xử lý ở cánh trái. Hùng Black lần này tiếp tục ghi bàn và đó là cú đúp dành cho cầu thủ này. Tỷ số được rút ngắn gần 4-6. Cơ hội lại nhen nhóm dành cho các cầu thủ của Happy 2023 khi mà Hùng Black tỏ ra khá duyên ghi bàn trong 2 phút vừa qua. Thậm chí ở pha bóng này chúng ta có thể thấy được Hùng Black đã chủ động di chuyển vào trung lộ để đón nhận được chuyền. Và đó là một yếu tố cực kỳ tạo ra bất ngờ cao cho hệ thống phòng ngự của Thật Ý. Lý Xà Tương bật nhà tốt. Qua bèo. Tỷ số là 7-4 dành cho Áo Cứa Thị Mộc. Một pha tấn công tốt và người dứt điểm là Qua Bèo ở trong một trạng thái thủ thành Tân Đề Gea đã bị đánh bại hoàn toàn. Đó là một pha chạm bóng của Lý Xà Tương và ở tuyến trên có vẻ như đó là Khánh Vinh. Thủ mặt trận số 4 đã có một pha chuyền bóng cảm giác dành. Lâm Kè. Hùng Black xử lý ơi. Tất nhiên rồi, đó là một bàn thắng xứng đáng dành cho Hùng Black và các đội. Một động tác qua người. Mặc dù là số 14 đứng quay lưng lại với cầu thủ và khung thành đối phương, nhưng anh tỏ ra rất tỉnh để thực hiện một cú quạt bóng và chuyền bóng trong phương hiếp. Tỷ số rút ngắn còn 5-7. Vẫn còn khoảng 6 phút nữa cho thời gian thi đấu chính thức trận đấu này. Và khoảng thời gian đó mục tiêu là 2 bàn dành cho các thủ Happy 2023.
pha cắt bóng của Vũ Đặng nhưng vẫn còn lập ghế. Tỷ số là 6-7 dành cho các thủ áp P2023. Tiếp tục là cái tên Lâm Kè. Một bàn nữa thôi và khoảng thời gian dư để cho các cầu thủ của Happy 2023 tận dụng. Hệ thống phòng ngự của các thủ áo Cứu Thị Mộc đã để cho các thủ Happy 2023 rút ngắn hai bàn trong một khoảng thời gian ngắn. Hóa Bửu. Thành Long vẫn còn cho cầu thủ áo Cứu Thị Mộc nguy hiểm. Bánh lưới của cầu thủ bên phía Happy 2023 đã bị rung lên lần thứ 8 và đó là số 23 Khoa Bèo. Như vậy với bàn thắng vừa rồi thì cầu thủ áo Cứu Thị Mộc họ sẽ khẳng định việc chủ động giành chiến thắng trận đấu này. Vừa đơn giản là quý thời gian đang dần vơi đi cho trận đấu của hai đội. Chuyển tốt, quan sát cực kỳ tốt của Vương Hiệp. Nhưng có lẽ đó là một ý tưởng mà ngay cả Lâm Kè không tin được Vương Hiệp có thể thực hiện thành công. Và anh đã bị lỡ nhịp, nhưng lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi để khép lại trận đấu của các thủ áo Cứu Thị Mộc và Happy 2023 trong buổi tối ngày nay tại sân bóng đá Trương Đại Dũng sẽ vượt lại huyện cầu Dũng tỉnh Long An. Tỷ số chung cuộc là 6-8, 8-6 cho các thủ áo Cứu Thị Mộc. Cảm ơn hai đội bóng mặt đến trận đấu này. Cảm ơn quý vị khán giả quan tâm theo dõi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai. Còn bây giờ tôi là Nhiên và anh em Kíp. Tạm biệt.